Ngón tay đây. 2. Mấy ngón tay? 3. Đó là cậu học trò người Mông Lý A Cờ ở xã Mường Mươn, huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên. Sau gần một tháng xuống Hà Nội khám chữa mắt, ngày 8 tháng 8, bác sĩ điều trị cho Cờ cho biết, tình trạng hiện tại của cậu học trò người Mông đang tiến triển rất tích cực. Trước đó, những ngày cuối năm học 2021-2022, em Lý A Cờ, học sinh lớp 5, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học số 2 Mường Mươn, không may bị bút đâm vào mắt. Em được đưa lên Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Trà, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên để điều trị. Tại đây, bác sĩ kết luận mắt phải của Cờ bị thủng thủy tinh thể và giới thiệu em lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục chữa trị. Thế nhưng do nhà nghèo, đông anh chị em, Cờ không có điều kiện xuống Hà Nội để chữa mắt. Anh cũng muốn cho con là đi chữa mắt lắm, thế nhưng mà nói với cô giáo là cũng không có tiền. Thường cậu học trò người Mông chăm ngoan, học giỏi, đứng trước nguy cơ mất đi ánh sáng vì không có tiền điều trị. Cô giáo Hoàng Thị Tư, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học số 2 Mường Mươn đã viết thư cầu cứu gửi tới báo Nông thôn Ngày Nay, báo điện tử Dân Việt, bày tỏ mong muốn được các nhà hảo tâm hỗ trợ giúp đỡ Cờ có kinh phí chữa mắt. Khi bài viết được đăng tải, đã nhận được nhiều sự quan tâm từ quý bạn đọc, các nhà hảo tâm. Ngày 19 tháng 7, báo Nông thôn Ngày Nay, báo điện tử Dân Việt cùng cô giáo Hoàng Thị Tư và em Lý A Khanh, anh trai em Lý A Cờ đưa Cờ đến khám tại Bệnh viện Mắt Hà Nội. Tuy nhiên do tình trạng mắt của em Cờ phức tạp nên đã được chuyển lên Bệnh viện Mắt Trung ương. Ngày 21 tháng 7, báo Nông thôn Ngày Nay, báo điện tử Dân Việt tiếp tục cùng cô giáo và anh trai em Lý A Cờ tái khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Ngày 25 tháng 7, em Lý A Cờ tái khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Sau đó, bác sĩ đưa ra chỉ định nhập viện để phẫu thuật mắt phải cho Cờ. Đến ngày 26 tháng 7, em Lý A Cờ phẫu thuật mắt phải tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Sau một tuần điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương, đến chiều ngày 1 tháng 8, Cờ đã được xuất viện và trở về nhà. Ngày 8 tháng 8, Cờ tiếp tục xuống Hà Nội tái khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Theo kết luận của bác sĩ, ca phẫu thuật mắt của Cờ thành công. Hiện nay mắt của em có những chuyển biến tích cực và đang phục hồi tốt. Mắt trái của em sáng bình thường. Nếu là không có sự giúp đỡ của nhà báo và các sự hợp tâm và các cô chú là đôi mắt của em Cờ là sẽ khó sáng được. Em cũng xin nói nhiều cảm ơn là cảm ơn các chú và các cô và các nhà báo, các nhà đang giúp đỡ em Cờ và mắt của em Cờ đã được sáng lại.